Xin kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, công nghệ nuôi cấy mô tế bào sử dụng bioreactor đối với cà phê vối là phương pháp lần đầu tiên được nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam. Đây là phương pháp tạo ra cây giống sạch bệnh, đúng giống, tạo ra cây nhanh chóng, đồng đều và cây giống phát triển tốt để đáp ứng nhu cầu tái canh cây cà phê tại Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Việc áp dụng phương pháp nuôi cấy mô có sử dụng bioreactor giúp nâng cao hiệu quả về mặt sản xuất cây giống, ít bị hiện tượng khô cành, khô quả do không đủ dinh dưỡng, giảm chi phí về công chăm sóc, canh tác. Chuyên mục Khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng của chương trình để giới thiệu đến bà con nông dân, quý vị và các bạn công nghệ nuôi cấy mô tế bào sử dụng bioreactor đối với cà phê vối, giúp bà con nông dân, quý vị và các bạn lựa chọn giống cây tốt trong tái canh cây cà phê. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tính toán, hiện nay cả nước có khoảng 20% diện tích cà phê hơn 20 năm cần được tái canh và khoảng 150.000 hecta cà phê có độ tuổi từ 15 đến 20 năm cần được trẻ hóa để nâng cao năng suất. Mặc dù tái canh không phải là vấn đề mới, nhưng để tái canh thành công thì không phải dễ. Nhiều công ty, hộ gia đình thực hiện tái canh nhưng chưa hiệu quả. Theo số liệu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, trong 42 hộ trồng tái canh cà phê sau 4 năm, chỉ có 11% có vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt, có thể chấp nhận là thành công. Nguyên nhân được các nhà khoa học chỉ ra là do chất lượng giống cà phê chưa tốt, do đất thoái hóa quá mạnh sau một chu kỳ thâm canh cà phê lâu dài. Trước thực trạng trên, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã nghiên cứu áp dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào có sử dụng bioreactor trên cây cà phê vối. Đây là công nghệ lần đầu tiên được nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, sạch bệnh, đúng giống và sinh trưởng phát triển tốt. Thực ra cái ưu điểm của cái cây giống nhân giống bằng cái phương pháp nuôi cấy mô này là khác so với cái phương pháp mà nhân giống thông thường. Thứ nhất là bằng hạt. Thì hạt thì khi nhân giống bằng hạt thì cái độ phân ly rất là cao. Do đó khi bà con hoặc mọi người mua giống về để trồng thì cái xác suất mà cái cây giống như cái cây mẹ chỉ có đạt thì khoảng 70-80%. Còn riêng đối với cái phương con nhân giống bằng cái phương pháp mà ghép thì thông thường người ta hay làm thì cái hệ số nhân hẳn không cao. Do đó cái phương pháp nuôi cái mô này có khác so với những cái phương pháp đó là hệ số nhân cao. Và là khác, một cái khác đặc biệt nữa là cái cây nuôi cái mô này khi mà ra ngoài đồng trồng giống như cây thực sinh, nhưng về bản chất di truyền của nó là giống như là cây ghép, đúng giống rất là cao. Ví dụ như giống cây mẹ năng suất như thế nào thì cây con hẳn sẽ giống như cây mẹ, nên cái tỷ lệ mà phân ly là không có, tức là hoàn toàn giống với cái cây ban đầu mình đã chọn như thế nào. Để thực hiện quy trình nuôi cấy mô có sử dụng bioreactor trên cây cà phê vối, công đoạn đầu tiên và cũng rất quan trọng đó là khâu chọn lá và cắt lá vào mẫu. Lá được chọn từ những giống cây được bà con nông dân ưa chuộng, có năng suất cao, kháng bệnh tốt. Các giống đã được công nhận như TR4, TR9, TR11, TR13. Lá được chọn để vào mẫu phải là lá bánh tẻ, không quá già và cũng không quá non, được cắt bằng dao hoặc kéo sạch. Mẫu lá vô trùng được cấy lên môi trường kích thích phản ứng của tế bào tạo mô sẹo. Sản phẩm yêu cầu đạt được của công đoạn này là tế bào mô sẹo từ mẫu lá để làm vật liệu cho công đoạn tăng hệ số nhân tế bào mô sẹo. Tế bào mô sẹo có khả năng tái sinh, tăng hệ số nhân được đưa vào nuôi cấy trong môi trường lỏng, được lắc thường xuyên trên máy lắc. Nhờ đó, khối lượng mô sẹo được tăng lên và có khả năng tái sinh thành phôi. Một công đoạn quan trọng quyết định đến số lượng phôi giúp tăng hệ số nhân giống lên gấp 1.000 đến 2.000 lần, cho ra số lượng cây giống đồng nhất với số lượng từ 30.000 đến 40.000 cây trồng một hệ thống. Đó là công đoạn đưa vào bình bioreactor để nuôi phôi phát triển thành cây. Khi sử dụng hệ thống bioreactor, không những giúp tăng nhanh số lượng nhân, tăng độ đồng đều của cây, mà còn làm tăng tốc độ phát triển của cây cũng như rút ngắn thời gian sản xuất cây giống xuống từ 2 đến 3 tháng. Đầu tiên là mình phải chọn cái mẫu vào như thế nào. Mình sẽ chọn những cái cây mà đạt năng suất cao,
mà được người nông dân ưa chuộng. Rồi sau đó mình sẽ chọn những cái mảnh lá như thế nào để có khả năng nó sẽ phát triển hay không phát triển là thành cây sau này. Thì mình sẽ chọn những cái lá bánh tẻ, là cái lá mà có khả năng tạo được cái mô xèo sau này. Khi mà đã ra được cái mô xèo sau này thì nó sẽ tái sinh phát triển thành cây rất là khỏe. Cái lá bánh tẻ là lá cũng không không non quá mà cũng không già cả quá. Tức là cái giả lá mà sau khi là bung thành là non thì còn khoảng một bao nhiêu ngày đó thì hắn sẽ hình thành đầy đủ một cái bản chất của cái lá. Theo các nhà khoa học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, khi áp dụng công nghệ nuôi cấy mô có sử dụng bioreactor sẽ tạo ra cây sinh trưởng khỏe, đồng đều, hệ số nhân giống cao gấp 1.000 đến 2.000 lần so với phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào trước đây. Trục thân cà phê non kéo dài, thẳng, có một rễ cọc thẳng và đặc biệt rút ngắn quy trình nuôi nhân giống cà phê từ 24 tháng còn lại 21 tháng, giảm chi phí trong quá trình sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Phương pháp này còn đảm bảo đúng nguồn gốc của giống, cây giống không bị sâu bệnh, có độ đồng đều cao. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong tái canh cà phê. Khi công nghệ nuôi cấy mô sử dụng bioreactor được sử dụng nhiều và liên tục sẽ làm giảm giá thành cây giống được sản xuất, từ đó giúp cho người nông dân giảm chi phí sản xuất cà phê. Thêm một ưu điểm của giải pháp này mà các giải pháp nhân giống cà phê khác không có được, đó là ổn định được tính di truyền của giống, phát triển tốt và không bị phân ly như phương pháp gieo hạt, giải quyết được hiện tượng cây phát triển kém do không tiếp hợp hoặc tiếp hợp kém giữa gốc ghép và chồi ghép, tránh được sự ảnh hưởng của hiện tượng di truyền qua tế bào chất làm giảm chất lượng sản phẩm cà phê nhân khi sử dụng gốc ghép có chất lượng hạt không tốt. Tỷ lệ phôi chuyển thành cây cao hơn 30%. Thời gian rút ngắn 2 đến 3 tháng, rễ dài và thẳng, tỷ lệ cây sống khi ra vườn ươm cao 90 đến 95% so với 70 đến 75% theo phương pháp cũ. Tỷ lệ cây tạo cặp lá thật cao hơn 20 đến 30%, sinh khối cây giống cao hơn. Các nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cũng cho thấy vườn cây trồng từ các giống được sản xuất theo giải pháp này có năng suất cao và ổn định do các cây có sự đồng đều lớn về sinh trưởng và đúng giống. Khi áp dụng loại giống này sẽ làm ổn định và tăng năng suất lên 10 đến 20%, tương đương với 2 đến 4 tạ một hecta. Đây là một hiệu quả rất lớn và đáng được quan tâm trong điều kiện định hướng diện tích cà phê của Việt Nam không được tăng lên. Cây giống áp dụng giải pháp này có nhiều rễ tơ, làm cho cây trồng có sức sống khỏe như cây được trồng từ hạt. Do đó, việc chăm sóc canh tác dễ dàng hơn so với cây ghép trong những năm đầu, ít bị hiện tượng khô cành, khô quả do không đủ dinh dưỡng, cây phát triển bình thường giống như cây thực sinh. Phương pháp mà sử dụng cái bioreactor này á thì khác với so với cái phương pháp cấy thông thường trên môi trường đất, thì sử dụng cái bioreactor này nó giúp cho cái quá trình nảy mầm phôi của cây cà phê là đồng đều, tỷ lệ thành phôi rất là cao. Còn đối với trên cái môi trường đất thì chỉ đạt khoảng 20-30% thôi, nên rất là thấp. Cái thứ hai nữa là khi sử dụng cái bioreactor này á, là giảm cái chi phí rất là nhiều trong quá trình sản xuất theo cái phương pháp nuôi cấy mô này. Bởi vì một bioreactor này thì có thể làm được 500 đến 1.000 cây, thì chỉ cần cạy một lần thì sẽ được. Còn đối với sử dụng cái môi trường đặc kia thì sẽ mất cái lượng nhân công, một ngày cạy được 50 bình thì một bình có được 10 cây thì chỉ được khoảng 500 cây. Một bình bioreactor này thì có thể cạy, phải nếu mà cạy là phải mất 2 ngày, còn đây là mình chỉ cần mất khoảng 15 đến 20 từ khi cao chuẩn bị đến khi cao cắm vào thì chỉ cần mất 20 phút. Nói chung là nó tiết kiệm rất là nhiều, tiết kiệm thời gian này, tiết kiệm chi phí này, rồi tiết kiệm cái số lượng phôi. Ví dụ cái tỷ lệ phôi cao, do đó là không phí phàm trong cái vụ mà bị mất phôi khi cạy trong môi trường đặc. Thực ra cái cây mà đưa ra ngoài trồng á thì về sinh trưởng bên ngoài nó giống như cây thực sinh, sinh trưởng rất là khỏe, không khác gì cây thực sinh. Nhưng về cái đặc điểm về di truyền, về đặc điểm giống á, thì giống như cây ghép nên năng suất rất là cao. Thì hiện nay cái số lượng mà đưa ra trồng là cũng được vài chục nghìn cây rồi. Mình sử dụng cái phương pháp nhân giống này á,
thì sẽ khác so với cái phương pháp ghép, là ghép thì một năm thì mình chỉ tối đa khoảng 20 chồi, một cây thì sẽ ra khoảng 20 chồi. Nhưng mà riêng cái phương pháp nhân giống nuôi cây mô này thì từ một mảnh lá thì có thể ra được 2.000 cây. Đó. Nếu mà một cây chỉ có thể lấy được 3 bộ mảnh lá thì cái số lượng nhân lên rất là nhiều. Ưu điểm của nó là cây phát triển giống như cây thực sinh, rất là tốt, về bộ rễ cũng rất là khỏe. Nói chung là sinh trưởng tốt như cây thực sinh. Còn đối với cây ghép thì con phải cái tiếp xúc giữa cái chồi ghép với cái gốc ghép. Do đó là khi trồng ra ngoài thì có thể là có cây tiếp hợp tốt thì phát triển tốt, có cây thì phát triển tiếp hợp không tốt thì nó sẽ phát triển kém. Do đó nếu mà sử dụng cái phương pháp nhân giống này thì cây sẽ sinh trưởng khỏe đồng đều hơn. Có thể nói sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với vấn đề diện tích cà phê già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh hoặc chưa hết chu kỳ kinh doanh nhưng có biểu hiện già cỗi, năng suất, chất lượng thấp ngày một nhiều. Nguyên nhân có thể kể đến là do cây cà phê trồng trên đất không phù hợp, giống chất lượng kém và đầu tư không bảo đảm quy trình. Người dân đổ xô đi trồng vì lợi nhuận. Một thực tế mà ngành cà phê Đắk Lắk đang phải đối mặt đó là nếu trong vòng 10 năm nữa, dẫu diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp không được trồng mới, thì Đắk Lắk khó giữ được vị trí là tỉnh xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước. Do đó, tái canh những diện tích cà phê già cỗi, năng suất kém là biện pháp hữu hiệu trong phát triển cà phê bền vững. Có rất nhiều yếu tố quyết định đến thành công trong tái canh cà phê, trong đó giống cà phê được cho là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng cà phê. Do đó, việc sử dụng giống được tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy mô có sử dụng Bioreactor sẽ giúp cây cà phê sinh trưởng khỏe, đồng đều cả về tốc độ tăng trưởng và năng suất vườn cây. Thực tế đã có nhiều vườn cà phê tái canh không đảm bảo kỹ thuật, hậu quả thiệt hại về kinh tế rất lớn. Do đó, để thực hiện tái canh cà phê nhằm đưa lại hiệu quả bền vững thì phải áp dụng đồng bộ những biện pháp kỹ thuật. Việc tái canh cà phê thành công không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho người trồng mà còn góp phần phát triển cà phê bền vững, giữ vững vị trí là tỉnh xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.